Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phây đũa, cách cầm đũa như thế nào. Nói chung thì đơn giản thôi. Các bạn đây, cầm đũa thế này đây. Các bạn cầm thế này để cái đũa giữa gần lòng bàn tay thế này, đẹp thế này. Đấy, đẹp thế này, thế này. Rồi lúc phây mình giơ ra thế này và phóng thế này, ghi vào mục tiêu, đảm bảo ghi vào mục tiêu 100%. Đấy, cái tay cầm như thế này. Đó, các bạn không tin cứ thử ra làm như tôi và xem. Cứ cầm thế này rồi các bạn ra phải thử ha. Phải thử đây. Đó, rồi làm được rồi, quay lại bình luận video. Ok, sau đây xem nha. À đủ. Yeah.